tặng cho em nè. Cảm ơn anh. Ờ, nóng đó. Rồi em không đi tắm hả? Em không đi đâu. Lương Quynh đi đi, đi chung với bạn bè đi. Chúc Hiền đệ, chúng ta đã có thề, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Hôm nay đệ đau, lý nào Quynh đi vui với bạn bè bỏ đệ đây một mình sao? Thôi, nếu như em đau thì anh ở lại đây với em cho có bạn vậy. Lương Quynh, anh thương đệ lắm. Thương em lắm hả? Ừ, anh thương đệ lắm.